Kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An ninh Trà Vinh kỳ này, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi những nội dung như sau. Mở đầu là phần tin. Công an Trà Vinh tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự. Khởi tố nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng. Khởi tố bắt tạm giam nhân viên bán thuốc trộm tiền. Phóng sự chuyện 36 giờ phá trọng án. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh vừa ban hành kế hoạch huy động lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, từ ngày 5 tháng 11 năm 2021 đến ngày 14 tháng 1 năm 2022, Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh phối hợp với Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội thành lập các tổ, mỗi tổ có từ 6 đến 7 cán bộ chiến sĩ. Tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn tỉnh trong khoảng thời gian từ tối hôm trước đến sáng hôm sau, với nhiệm vụ không để các đối tượng tụ tập thực hiện hành vi phạm tội, nhất là sau khi tỉnh ta thực hiện chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội và quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tập trung trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng tụ tập đêm khuya gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, nẹt bô, rú ga, đua xe trái phép, các hành vi vi phạm về trật tự giao thông, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 12 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm Cam Quang Long, 16 tuổi, ngụ khóm 9, phường 4, thành phố Trà Vinh, Trần Văn Chẳng, 18 tuổi, ngụ ấp Ba Xe A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, và Lâm Hảo Hớn, 17 tuổi, ngụ khóm 5, phường 4, thành phố Trà Vinh, do có hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, do có mâu thuẫn, nên vào khoảng 0 giờ ngày 18 tháng 6, nhóm của Long, Chẳng, Hớn và khoảng 12 đối tượng khác tụ tập tại khu vực cầu Long Bình 1 để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Trần Nguyễn Hoàng Bửu, sinh ngày 23 tháng 9 năm 2006, ngụ ấp Xuân Thạnh, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, với khoảng 14 đối tượng. Tại đây, nhóm của Long, Chẳng, Hớn đứng trên đường Bạch Đằng, khu vực thuộc khóm 1 phường 4, nhóm của Bửu đứng trên cầu Long Bình 1. Cả hai nhóm có hành vi la hét, chửi bới, dùng dao tự chế, khiêu khích, hăm dọa và dùng vỏ chai bia ném vào nhau. Phát hiện sự việc, Công an thành phố Trà Vinh phân công lực lượng đến hiện trường, giải tán hai nhóm thanh thiếu niên này. Qua điều tra xác minh, Công an thành phố Trà Vinh xác định Long, Chẳng, Hớn và Bửu có sử dụng hung khí thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, các đối tượng này từng bị Công an thành phố Trà Vinh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng, gây mất trật tự công cộng vào ngày 3 tháng 6 năm 2021. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và nhân thân của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cam Quang Long, Trần Văn Chẳng và Lâm Hảo Hớn về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng Trần Nguyễn Hoàng Bửu tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên củng cố hồ sơ xử lý sau. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Trúc Ly, 33 tuổi, ngụ khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 21 tháng 7 năm 2021, qua kiểm tra camera, ông Từ Hảo, 58 tuổi, ngụ khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh phát hiện Ly lén lấy tiền bỏ vào túi áo. Ông Hảo liền kêu Ly lên hỏi việc. Ly thừa nhận đã lấy số tiền 4,1 triệu đồng và hoàn trả lại. Ông Hảo tiếp tục kiểm tra dữ liệu camera trước đó thì phát hiện hàng ngày Ly đều lén lút thực hiện hành vi trộm tiền. Ông Hảo tiếp tục hỏi việc. Ly thừa nhận khoảng đầu năm 2021, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tiền của ông Hảo, Ly đã lén lấy trộm 1,2 tỷ đồng nên hứa sẽ khắc phục. Sau hai lần hoàn trả 1,9 tỷ đồng, ông Hảo tiếp tục đấu tranh thì Ly thừa nhận đã trộm 4,2 tỷ đồng và viết giấy tay cam kết sẽ hoàn trả số tiền còn lại vào ngày 26 tháng 7 năm 2021. Sau đó, Ly cùng người nhà đến gặp ông Hảo để thỏa thuận sẽ đưa cho ông Hảo một thửa đất tại đường Mậu Thân trị giá khoảng 3 tỷ đồng để cấn vào số tiền còn lại, nhưng ông Hảo không đồng ý. Thỏa thuận không thành, Ly không trả lại số tiền như đã hứa và cũng không thừa nhận việc lấy 4,2 tỷ đồng, nên ông Hảo đã trình báo cơ quan công an. Theo kết quả điều tra ban đầu, Ly làm việc tại nhà thuốc Từ Hảo từ năm 2010, mức lương 8 triệu đồng một tháng, với nhiệm vụ bán thuốc và thu tiền. Từ năm 2020, chồng Ly bệnh nặng, chi phí điều trị cao, nguồn thu nhập làm thuê không đủ trang trải, nên đã nảy sinh ý định trộm tiền tại nhà thuốc.
mỗi lần ít nhất từ 2 đến 4 triệu đồng trên một ngày, lấy trong khoảng thời gian dài nên không nhớ rõ đã trộm tất cả bao nhiêu mà chỉ ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Thưa các đồng chí và các bạn, hung thủ trong vụ án giết người cướp tài sản xảy ra ở phường 4, thành phố Trà Vinh vào cuối tháng 10 vừa qua đã được công an Trà Vinh nhanh chóng làm rõ, bắt giữ, kịp thời trấn an trong dư luận nhân dân, đặc biệt là trong thời gian toàn tỉnh đang dùng sức để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thành tích này góp phần tô đậm thêm những chiến công của công an Trà Vinh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Hôm đó là vợ chồng tôi đang ở nhà cửa xem TV. Rồi khoảng sau 9 giờ thì nghe chị ba kêu cứu, nó đi đưa anh ba đi bệnh viện. Thì tôi mới xách xe qua, tôi chạy qua. Thì thấy hiện trường là thân thể anh ba là máu rất là nhiều. Đó. Thì tôi thấy khả năng là không thể nào chở xe bằng đa được. Thì dự kiến tôi cấp cứu thì anh ba nói thân nhân sẽ tới. Và tôi cùng con anh ba đưa anh ba đi bệnh viện. Thấy có nhiều vết, nhưng mà đặc biệt là cái vết trên ngực thì máu ra rất là nhiều, ướt hết áo. Và phải dùng cái áo, cái khăn để mà đăng vết thương đừng cho máu ra nhiều. Khoảng hơn 9 giờ tối ngày 24 tháng 10, công an Trà Vinh nhận được tin báo vợ chồng ông Dương Tâm, ngụ phường 4 thành phố Trà Vinh, bị đối tượng tấn công cướp tài sản. Thời điểm đó, ông bà đã được đưa đi cấp cứu. Nhận định tính chất phức tạp của vụ việc, ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo lực lượng có liên quan lập tức có mặt tại hiện trường. Tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự và công an thành phố Trà Vinh trắng đêm thực hiện các biện pháp điều tra ban đầu, thu thập chứng cứ và truy tìm dấu vết của hung thủ gây án. Cái hiện trường này là nó xảy ra vào ban đêm, mà cái phạm vi hiện trường là nó rất rộng lớn. Nhận định cái tính chất của một cái vụ việc nó có cái đặc thù là rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đó, thì bây giờ đòi hỏi đặt ra cho tổ công tác là chúng ta phải làm sao thu thập cho nó được đầy đủ nhất các cái dấu vết hình sự mà có liên quan tới cái vụ án này. Qua kết quả điều tra ban đầu, lực lượng công an thu được một số dấu vết và đồ vật có khả năng do đối tượng gây án để lại, như nón bảo hiểm, áo khoác, đôi dép, con dao xếp. Tôi là đánh giá đây là một vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Sau đó thì chúng tôi mới tiến hành là lần theo cái dấu vết. Đối tượng gây án có khả năng là bị thương. Lý do là chúng tôi đã phát hiện những cái dấu vết máu là ngắt quãng, khả năng là của đối tượng trên đường tẩu thoát, kéo dài từ hiện trường đến một đoạn dài khoảng 800 mét. Với yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng làm rõ, bắt được hung thủ gây án, giám đốc công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án do đại tá Phan Thanh Quân, phó giám đốc công an tỉnh, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra làm trưởng ban, để tập trung sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng phương tiện truy vết nhanh đối tượng gây án. Trong đó, biện pháp phát động quần chúng tham gia tố giác tội phạm được đưa vào sử dụng ngay từ đầu trong quá trình khám phá án. Qua cái công tác khám nghiệm hiện trường, rồi công tác điều tra xác minh ban đầu, chúng tôi đã có thu được dấu vết tang vật, rồi vật chứng của vụ án là xác định có liên quan đến đối tượng. Cái thứ hai là cũng qua kết quả khám nghiệm hiện trường, chúng tôi xác định đối tượng gây án là có bị thương khi có sự kháng cự của bị hại. Một cái thứ ba là chúng tôi xác định là đối tượng chưa rời khỏi địa bàn gây án. Bởi vì khi sự việc xảy ra, chúng tôi tiếp nhận thông tin và triển khai lực lượng rất nhanh, phong tỏa tất cả các điểm ra vào. Từ đó mà chúng tôi quyết định là
đưa cái công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm ngay từ lúc đầu. Một mặt khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, rà soát hàng trăm đối tượng trong diện quản lý, thu thập nhanh lời khai của nạn nhân và tổ chức cho nạn nhân nhận dạng đối tượng nghi vấn. Một mặt bố trí các mũi trinh sát thu thập thông tin về đối tượng. Do cái thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra là phức tạp, cho nên người dân đi ra đường là rất là ít, cho nên công tác mà thu thập chứng cứ cũng như là thông tin từ người dân thì rất là ít đối với là công tác điều tra. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của ban chuyên án cũng như đồng chí thủ trưởng cơ quan điều tra, thành viên trong chuyên án tích cực tham gia là coi như là hết mình, không ngại khó ngày đêm để là làm cho bằng được, làm rõ đối tượng. Bên cạnh đó, Công an Trà Vinh liên tục tiếp nhận xử lý thông tin được quần chúng nhân dân cung cấp thông qua việc đăng tải đặc điểm nhận dạng của đối tượng và đặc điểm đồ vật thu thập được tại hiện trường trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với sự giúp sức quan trọng của quần chúng nhân dân, Công an Trà Vinh đã thu được nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, khám phá án. Việc đưa lên cái biện pháp này, đây là một cái sự sáng tạo và quyết đoán của đồng chí trưởng ban chuyên án. Mục đích là làm sao truy tìm nhanh để nhận được thông tin nhiều của quần chúng càng tốt. Và thứ hai nữa là cũng có một cái thông tin nữa là để định hướng cái dư luận. Bởi vì sự án xảy ra thì chúng ta chưa thông báo thông tin chi tiết, nhưng mà thì bên mạng biết rất là nhiều, cho nên là người ta có thể đưa thông tin không chính xác về vấn đề này. Việc đưa thông tin này cũng là một cái kênh chính thống để về diễn biến vụ việc xảy ra. Sau khi chúng ta đưa thông tin trên cái phương tiện thông tin đại chúng thì cũng có rất nhiều nguồn tin của quần chúng cung cấp, mặc dù chúng tôi cũng sàng lọc rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi không bỏ bất cứ thông tin nào. Qua sàng lọc cộng với biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng tương đối chính xác và báo với ban chuyên án là chúng tôi quyết định là sau đó là sẽ phá án. Trưa ngày 26 tháng 10, Phan Chí Thiện, 30 tuổi, ngụ phường 1 thành phố Trà Vinh đã bị công an Trà Vinh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản. Trước yêu cầu đặt ra của ban giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan, nhất là phòng cảnh sát hình sự và công an thành phố Trà Vinh, bằng mọi cách sử dụng các biện pháp nhằm phát hiện bắt giữ một cách an toàn là đối tượng gây án. Thì trước sự chỉ đạo quyết liệt đó thì phòng cảnh sát hình sự kết hợp công an thành phố Trà Vinh rà soát và xác định chính xác đối tượng gây án, và đồng thời mặc dù đối tượng liên tục thay đổi địa điểm và có dấu hiệu là bỏ trốn khỏi địa phương, thì lực lượng công an đã phối hợp một cách đồng bộ, không để đối tượng tẩu thoát khỏi địa bàn và nhanh chóng khống chế bắt giữ một cách an toàn đối tượng trong thời gian 36 tiếng sau khi gây án. Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và hành vi liều lĩnh manh động của đối tượng gây án, trong hình dung của nhiều người thì hung thủ phải là một đối tượng có tiền án tiền sự hoặc là đối tượng nghiện ma túy đang túng quẫn về kinh tế. Vậy nên việc đối tượng gây án lộ diện với vẻ ngoài thư sinh, xuất thân trong một gia đình cơ bản, chưa từng vi phạm pháp luật, khiến dư luận khá ngỡ ngàng. Nói điều này để thấy rằng ban chuyên án đã đặt ra nhiều giả thuyết điều tra, nhưng đã nhận định và đi đúng hướng trong quá trình điều tra khám phá án, nhanh chóng bắt được hung thủ, làm rõ vụ án. Do quẫn bách về kinh tế, thiếu nợ nần ngoài xã hội, do nghiện game online trực tuyến, cho nên đối tượng có ý định thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên trong quá trình mà thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng bị phát hiện và tấn công chống trả một cách quyết liệt đối với bị hại, và cụ thể đã đâm rất nhiều dao khi mà chủ nhà phát hiện, và đồng thời khống chế bị hại một cách tê liệt và yêu cầu là chỉ ra những cái nơi cất giấu tài sản để chiếm đoạt. Tuy nhiên quá trình điều tra thì đến nay thì chưa chứng minh được cái tài sản chiếm đoạt, nhưng mà hành vi và dấu hiệu khách quan nó thỏa mãn cái tội phạm giết người và cướp tài sản, cho nên cơ quan điều tra quyết định là khởi tố bị can, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội là giết người, cướp tài sản để điều tra. Theo lời khai của bị can Phan Chí Thiện, Thiện kết hôn khoảng 2 năm nay, vợ chồng Thiện sống nhờ vào công việc bán trà sữa.
nếu không lao vào đầu tư tiền ảo trên mạng, có lẽ Thiện đã không rơi vào hoàn cảnh bi đát như thế này. Thời điểm Phan Chí Thiện bị bắt là lúc vợ bị can vừa sinh con được 2 tháng. Tối hôm đó là từ 8 giờ hơn đến 9 giờ rưỡi, bị can có đột nhập vào nhà của bị hại, từ cổng phải vào đến cửa nhà sau và đi thẳng lên lầu luôn ạ. Và sau đó là chủ nhà có lên lầu và ngay từ cửa cầu thang là bị can có dùng dao đâm chủ nhà, thì bị can cảm giác có rất có lỗi với nhà bị hại vậy. Chỉ vì một phút suy nghĩ bồng bột của mình mà gây hậu quả như vậy và làm liên lụy đến vợ con, gia đình và người bị hại. Trong vụ án này, điều may mắn là vợ chồng nạn nhân đã phục hồi sức khỏe. Việc nhanh chóng bắt được hung thủ đã trấn an được dư luận trong nhân dân, thể hiện sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Khi mà nghe thông tin là bắt được hung thủ, tôi cũng rất là mừng và tin tưởng vào lực lượng công an nhân dân của chúng ta từ xưa tới giờ, và hy vọng là các đồng chí công an là sẽ làm tốt nhiệm vụ đảm bảo cái an ninh trật tự, an toàn xã hội, giúp cho cái cuộc sống người dân an toàn thoải mái. Có thể thấy công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm luôn đặt ra nhiều thử thách cho lực lượng công an trong tình hình mới. Việc đối tượng gây ra vụ trọng án trong khi nhân thân chưa từng vi phạm pháp luật cũng là một vấn đề đặt ra đối với công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Thì qua đây thì cũng cho thấy rằng thì công tác nghiệp vụ, công tác phòng ngừa tội phạm của lực lượng công an nói chung thì trong quá trình ngoài biện pháp là quản lý chặt đối tượng mà có tiền án tiền sự, tuy nhiên cũng phải chú ý những đối tượng mà không có việc làm hay là nghiện game chơi bên bờ này kia, thì để chúng ta để có biện pháp quản lý. Và cũng qua đây thì cũng rất mong rằng các nhân dân, đặc biệt là gia đình có con em mình mà có những cái biểu hiện nghi vấn, thì để có biện pháp cùng với lực lượng công an để giáo dục quản lý để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra như rồi. Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình An ninh trật tự đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau phát vào thứ 6 ngày 3 tháng 12 năm 2021. Thân ái kính chào.